bạn vẫn hay xài cái câu tùy duyên đó, thì cái câu tùy duyên đó nó hay, nhưng mà nó thiếu tính chủ động. Nó phải là tạo duyên chứ không phải là tùy duyên. Tạo duyên tức là nó thể hiện cái nhân bên trong của mình, tạo dựng ra những cái điều kiện để cho mình được phát triển. Ví dụ các bạn thiếu sách, các bạn bảo tôi không có sách mà đọc, đến tiệm sách mà đọc. Tiệm sách nó là duyên, vậy mình chủ động đến tiệm sách tức là mình tạo duyên cho mình. Xong có người bảo tôi không có thời gian mà đọc sách, vì tôi không có thời gian nên tôi để tùy duyên, tức là lúc nào có thời gian tôi mới học. Những người đó cả đời sẽ không học. Mà các bạn phải tạo duyên cho thời gian mình trống, vậy mình mới suy xét trong ngày của mình thời gian nào trống. Giữa trưa nghỉ trưa có trống không? Buổi sáng sớm dậy sớm một chút có trống không? Buổi tối trước khi đi ngủ nửa tiếng đồng hồ có trống không? Tìm những cái khoảng thời gian đó. Nếu mà đi công tác ngồi trên xe hơi, thời gian có trống không? Nếu đi xa đi máy bay 1 tiếng rưỡi đồng hồ, 2 tiếng bay ra Hà Nội có trống không? Toàn bộ nó đều có mà. Thời gian trống đó, đọc sách nó khó vì xe nó lắc, nghe sách nói được không? Vậy chúng ta chủ động đi xa 2 tiếng đồng hồ, lấy cái tai nghe nhét vào để nghe, đấy là tạo duyên. Thì cái người nào biết tạo duyên là người đó hiểu lời cổ nhân dạy. Cổ nhân không dạy chúng ta tùy duyên đâu, dạy chúng ta tạo duyên. Và khi chúng ta đã tạo duyên rồi thì theo thời gian quả nó sẽ trổ. Có nhân có duyên rồi thì quả nó sẽ trổ. Thì lúc này mới được phép nói tùy duyên. Ví dụ các bạn đọc xong quyển sách mà đòi thông minh lên ngay, giỏi lên ngay là các bạn đang ảo tưởng. Nhiều khi các bạn đọc sách 5 năm sau các bạn mới giỏi lên. Nhiều khi có người đọc một trang sách đã giỏi lên rồi, vì đúng cái phần họ đang bí, cái trang đó làm bung cái tư tưởng của họ ra, làm vỡ cái tư tưởng của họ ra. Chúng ta hay gọi là họ ngộ ra vấn đề, họ nhận ra vấn đề. Thì có những người chỉ cần một câu, một trang là xong, nhưng có những người cần hàng chục quyển sách và hàng năm trời. Vậy chúng ta nhìn vào một cái người đọc một trang vỡ ra vấn đề, mình lại cầu mong tôi đọc đúng một trang phải giỏi bằng ông đó, thì đó là gì? Là chúng ta thiếu hiểu biết. Còn lúc này chúng ta phải đưa tùy duyên. Có học chưa? Học rồi. Có cố gắng suy nghĩ chưa? Cố gắng suy nghĩ rồi. Có áp dụng thực tế chưa? Dạ áp dụng rồi. Vậy giỏi lên hay không là 5 tháng nó trả lời. Con đường nó đi đúng rồi thì theo 5 tháng nó sẽ trả lời. Có những người thì 3 tháng giỏi, có những người 3 năm. Không gấp được, thì lúc đó chúng ta mới được quyền nói tùy duyên. Đạo đức trí tuệ nghị lực chính là cái hệ giá trị mà Đức Phật đã dạy cách đây 2600 năm. Và các anh chị quan sát thật kỹ sẽ thấy ba yếu tố này nó hội tụ trong tất cả những người thành công. Tất cả những người thành công đều có ba yếu tố này. Người nào chật ba yếu tố này người đó không thành công. Đây tôi lấy một ví dụ này. Hitler có trí tuệ không? Hitler có nghị lực hơn người không? Hitler thiếu một cái duy nhất thôi, là đạo đức với dân tộc khác. Chứ Hitler với dân tộc của Đức coi chừng Hitler là người vô cùng yêu nước đấy nhé. Hitler có tự hào dân tộc không? Có yêu nước Đức không? Tôi nghĩ là có. Vì cái lòng yêu nước đó dẫn đến là Hitler đi giết các dân tộc cạnh tranh với dân tộc Đức. Như vậy là đạo đức có vấn đề khi nó được mở rộng ra. Mở rộng ra. Như vậy là có trí tuệ. Ở đây tôi đang nói cái chữ trí tuệ đời sống nha. Tôi không nói trí tuệ mà theo định nghĩa của Phật giáo, là cái chữ trí tuệ mà nó tuyệt hảo. Ở đây chúng ta ở đây chưa ai hoàn hảo cả, nên tôi không đề cập đến cái chữ hoàn hảo đấy. Người có trí tuệ thì Hitler mới từ một người binh nhất lên thành một quốc trưởng trong vòng 15 năm chứ. Trí tuệ phải hơn người, nghị lực cũng phải hơn người, vì Hitler không có người chống lưng đâu. Hitler không phải con ông cháu cha. Vậy là nhờ trí tuệ và nghị lực mà Hitler trở thành một quốc trưởng trong vòng 15 năm. Rồi vì cái đạo nền tảng đạo đức không đủ chắc, không đủ vững chắc,
Nên khi làm quốc trưởng thì Hitler đi giết người, giết bao nhiêu dân tộc bước ngang sang. Như vậy chúng ta để ý này, thành công ở ngoài đời nó được định nghĩa bởi một cái chữ gọi là chữ tài năng. Chữ tài năng đó nó bao gồm trí tuệ và nghị lực là đủ. Các bạn cứ nghiệm đi, tất cả những người ở ngoài đời thành công họ chỉ có hai yếu tố thôi: trí tuệ và nghị lực là đủ. Nhờ trí tuệ họ nhìn thấu được vấn đề, họ nhìn xa được vấn đề, và nhờ nghị lực họ làm được vấn đề đấy, họ giải quyết được vấn đề đấy nên họ thành công. Nhưng vấn đề này có mang lại lợi ích cho xã hội không, hay chỉ mang lại lợi ích cho họ? Nếu mang lại lợi ích cho cả xã hội và cho cả họ thì chúng ta gọi là người có đạo đức. Việc họ làm nó lan tỏa ra đến đâu, nó tốt đến đấy, là người có đạo đức. Ngược lại, việc họ làm chỉ mang lại lợi ích cho họ, lan tỏa ra gây hại cho xã hội, chúng ta gọi là thiếu đạo đức, chúng ta gọi là vô đạo đức. Như vậy các bạn mới nhìn ra ngoài đời vô số người thành công mà lại gây hại cho xã hội. Tham nhũng là có thành công không? Các bạn lên được một vị trí rất cao trong quan chức trong vòng 15 năm, 20 năm, theo các bạn người này có trí tuệ hơn người và có nghị lực hơn người không? Có chứ, họ cũng phải phấn đấu chứ. Nhưng họ thiếu một chút đạo đức thôi, thế là xong phim hết. Thì người ta gọi là quan tham nhũng, nó là thế. Người dân mình cũng thế hả các bạn? Các bạn đừng nghĩ dân là tốt hơn quan. Các bạn thử nhìn sâu vào cái người dân và nhìn sâu vào người quan, họ giống nhau không? Vô cùng giống nhau, vì người dân được lên làm quan tham hay không tham? Theo các bạn, một người dân thường giống như chúng ta đang ngồi đây này, 20 năm nữa các bạn được lên làm quan rất to, theo các bạn tham hay không tham? Tham như thường. Nếu không rèn về đạo đức, chúng ta tham như thường. Lưu ý cái này nhé. Không rèn là nó tham mà. Các bạn để ý thấy bao nhiêu phần trăm những cái sinh viên thì vô cùng tốt bụng, mà đến khi 10, 20 năm sau gặp lại thì nó xấu đi rất nhiều. Đông không? Đông chứ. Đó, phải lưu ý cái đó. Thì ở đây là cái cách chúng ta nhìn thôi. Chúng ta cứ nhìn đi nhìn lại như thế nhiều lần thì nó sinh ra chánh kiến. Chánh kiến nhá. Và các bạn có bao giờ nhìn lại cuộc đời của mình không? Tự nhìn lại cuộc đời của mình. Năng lực quay vào bên trong để nhìn lại cuộc đời của mình là một năng lực vô cùng đặc biệt. Cực kỳ ít người biết cách nhìn lại cuộc đời của mình. 1.000 người chắc được 1-2 người biết cách nhìn lại cuộc đời của mình. Còn hầu hết chúng ta sẽ so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác để mà tăng cái sự ghen tị, tăng cái lòng tham lên mà thôi. Chứ không phải là nhìn lại cuộc đời của mình để sửa mình, để tu sửa chính mình, để điều chỉnh tâm thức của mình là ít lắm.